Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin tiếp tục giới thiệu đến cô chú anh chị mình 6 cây sứ ghép ha. 6 cây này nằm trong chậu C9 mà củ bự bít chậu hết trơn nha cô chú anh chị mình ơi. Con bán đồng giá là 120 ngàn một cây luôn nha cô chú anh chị mình. Hàng là giá bình dân rất là dễ chơi nha cô chú anh chị mình ơi. Con ship hàng từ 2 cây ha. À, cây số 1. Cây số 1 là Lạc Lâm Quân nha cô chú anh chị mình. Lạc Lâm Quân nha, củ nằm bít chậu luôn rồi đó. Ngày về mình thay chậu khác nha cô chú anh chị mình ơi. Thay qua chậu khác mình để chơi rất là đẹp luôn. Cây đang nụ như hình nha cô chú anh chị mình. Lạc Lâm Quân có bộ lá rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ơi. Sai hoa đẹp luôn nha, sai hoa to. Đó, cây số 1 là Lạc Lâm Quân ha. Dạ, cây số 2 là Hồng Ngọc, củ quái nha cô chú anh chị mình. Bộ tàn khá là đẹp luôn. Đó, cái này nó bị nám nắng nhưng mà không sao nha cô chú anh chị mình ơi đó. Chén tư à. Cây số 2. Cây số 2 là Hồng Ngọc đang nụ. Củ quái. Củ khá là đẹp luôn. Cây này có 2, 4, 5 nhánh nha cô chú anh chị mình. Đó, cây Hồng Ngọc. Rồi, cây số 3. Cây số 3 là màu đỏ 2 lớp giống mới. Đây, cây này nó có một tược san hô luôn nha cô chú anh chị mình nè. Đây, cái này nó có một tược lên san hô luôn ha. 120 ngàn rất là dễ chơi nha cô chú anh chị mình ơi. Cây này nó nuôi bo rất là khỏe luôn ha. Cây này đẹp quá nè. Bộ tàn khá là đẹp luôn. Cái giống này nuôi bo rất là đẹp. Nuôi bo khá là tốt luôn đó. Cái bộ tàn xum xê luôn ha cô chú anh chị mình. Con bán 120 ngàn là giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi nha. Cây số 3. Màu đỏ 2 lớp giống mới. Nuôi bo cực kỳ tốt luôn. Cây số 3 rồi, cây số 4. Cây số 4 này con ghép từng nha. Rồi, cây số 4 này quá đẹp luôn cô chú anh chị mình ơi. Cây số 4 là Long Thành nha cô chú anh chị mình ơi, đang nụ nha. Đó, cây số 4 là Long Thành. Cây này đáng lẽ là 150 ngàn nha cô chú anh chị mình. Mà con bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi, cô chú anh chị mình ủng hộ kênh của con nha. 120 ngàn cây Long Thành số 4. Rồi, cây này số 5. Số 5 này con ghép 3 loại hoa nha. Hoa thứ nhất là sao Noel. Thứ hai là thủy tiên. Thứ ba là màu tím. Đó. Thủy tiên với lại sao Noel với lại tím. Một cây trên một thân cây mà 3 loại hoa rất là đẹp luôn. Củ nằm bít chậu nha cô chú anh chị mình. Củ bự. Cây này 2, 4, 5 nhánh nha. Đó. Lô 6 cây này cô chú anh chị nào lấy hết là chơi rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình, vừa đẹp vừa rẻ nữa. Mỗi cây là mỗi bông, không có bông nào giống bông nào nha cô chú anh chị mình. Lấy hết 6 cây này về Tết chưng cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cây số 6 là cây gồng đen màu đỏ 3 lớp. Cây này có 2 4 6 nhánh. Gồng đen màu đỏ 3 lớp. Củ quái đẹp luôn. Củ nằm bít chậu hết trơn nha cô chú anh chị mình đó. 120 ngàn giá rất là bình dân luôn, dễ chơi nha cô chú anh chị mình. Con có 6 cây nha, ai thích thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668 nha. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào WeList sau nha.